Chắc không cần buồn cái gì, tôi lách ông gật. Thì hậu cần buồn. Xem là cả. Chân sức chứ. Thôi, chúng ta về liên quan. Buồn nghe vô địch trước nhộng. Để chi buồn anh. Cảm ơn chị Kim biết nha. Thôi mai không quýnh ra cũng được đó. Em vô địch trước vòng thôi. Vệ sinh nha, đi rồi anh xin bài học văn nha. Xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui chúng ta vừa chứng kiến một ván đấu, có thể nói là ván đấu đem lại kết quả bất ngờ nhất từ trước đến nay. Đặng Hữu Trang, một kỳ thủ mà hoàn toàn không được đánh giá cao trước giải đấu, một kỳ thủ hoàn toàn không được đánh giá cao đã chiến thắng trong ván cờ trong Nguyễn Trần Đấu Ninh. Và đây là xin chào anh Nguyễn Trần Đấu Ninh. Dù sao thì cả anh và anh Trang đều đã có ván cờ hay. Chia buồn với anh vì kết quả thua trước. Tuy nhiên là tôi đến ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn anh về những ván cờ nỗ lực trước đó, đó là những ván thắng trước lại Lê Huynh, trước chính đồng đội sáng. Và chiến thắng của anh khẳng định ra một cái điều rất quan trọng với cả làng cờ tướng Việt Nam, đó là chúng ta đang cố gắng cùng nhau xây dựng một phong cách đẹp, một cách chơi và hyperplay. Cái điều này theo quan điểm cá nhân tôi là nó sẽ đem lại là cái hình ảnh đẹp cho cờ tướng và chắc chắn sẽ nâng tầm cờ tướng lên và sẽ có nhiều nhà tài trợ tham gia. Anh cảm giác thế nào thua trận này? Thì từ đầu mình đã xác định rồi, tại vì nếu mà mình đánh theo cái lối cũ của mình á, thì nếu mà đánh cầu toàn á thì chủ trương là đánh chậm á, chắc á, thì có khả năng chắc cờ sẽ đến hòa. Để đến hòa. Ra mình muốn là đổi phong cách, bởi vì hôm nay mình tấn công từ đầu nên là chọn phương án thì nhận cái anh nó thua. Mà thực ra thì theo tôi nghĩ là xin cắt lời anh Nguyễn Trần Đấu Ninh một chút, bởi vì các bạn nhìn điểm số đi, trận này anh Ninh buộc phải thắng nếu muốn tranh đoạt ngôi vô địch, đúng không ạ? Nếu mà ở một cái tỷ số hòa thì sẽ là cái cửa tranh vô địch của anh Ninh là gần như là không còn. Cho nên là trong cái ván đấu này thì anh Ninh buộc phải chọn cái lối chơi mà không phải sở trường của mình. Phải chọn cái phương án đấu công để mà kiếm điểm thôi, chứ còn nếu mà bây giờ nếu và thì như các bạn đã biết thì anh Ninh đã nhiều lần nhì quốc gia rồi và đạt rất nhiều thành tích cao rồi, vô địch giải cá nhân do QQ tổ chức, giải quốc tế vào cách đây vài năm, thì trước vô địch quốc gia tôi nghĩ là vẫn là khao khát nhất của anh Nguyễn Trần Đấu Ninh, và thành bại thì không thể luận anh hùng được, tôi cho rằng là như vậy. Thì ngày hôm nay quan trọng nhất là trong 3 ngày hôm nay anh Ninh đã cùng các kỳ thủ đã cống hiến những ván cờ cảm xúc nhất, và cái điều này tôi thay mặt khán giả yêu cầu toàn quốc xin được cảm ơn anh. Xin chúc anh thi đấu thành công ở những mùa giải sau. Xin hẹn gặp lại. Bây giờ xin là thời gian dành cho nhà vô địch. Mời tân vô địch. Bây giờ là giờ phút rất quan trọng. Thì thực ra thì bây giờ ngồi với Trang vô địch trước một vòng, tôi vẫn có một cái gì đó là chưa tin được. Như các bạn đã biết thì trước hàng loạt quần hùng, những người nổi tiếng như lại Lê Huynh, như là Trần A Sáng, như là Nguyễn Trần Đỗ Ninh và rất nhiều người khác cao hơn, chắc chắn là cao hơn Đặng Hữu Trang. Kể cả trong thời điểm này em ấy trở thành nhà vô địch thì tôi vẫn chưa nghĩ rằng là em ngồi cùng mâm với những người như vậy. Chiến thắng này em dành tặng cho ai? Đặng Hữu Trang. Vâng, chiến thắng này thì
và mình xin rằng dành tặng cho rất nhiều người, người thân, anh em đã tin tưởng và đặt tình cảm cho mình. Khi mà mình làm được những cái điều bất ngờ trước trận Nga Sáng và lại Dũng Anh thì mình rất là vui, không phải là vui vì chiến thắng mà vui vì cái sự chia sẻ của anh em, bạn bè khắp nơi ấy. Họ hạnh phúc thật sự và họ chúc mừng mình, thì cái niềm vui đó mới là niềm vui lớn nhất. Sau những cái cảm xúc đó thì em chỉ biết là mình tập trung hết mình vào từng ván đấu một. Cũng có một giai đoạn mà tâm lý của mình hơi bị căng cứng nên là thi đấu mấy ván không được tốt lắm. Phải nói là giải này mình rất là may mắn nên vượt qua được những cái khó khăn trong những cái giai đoạn mà mình bị căng cứng tâm lý như vậy. Trang là một sinh viên ngân hàng, điều đấy các anh và em đều biết đúng không? Đi vào cờ tướng quá nhiều khó khăn. Anh chia sẻ được em cái cảm giác đấy, bởi vì dù gì thì anh cũng ở bên em những cái ngày đầu tiên đi vào bên cờ, bỏ qua sự nghiệp đi vào cờ tướng, có quá nhiều cái nỗi khó khăn, cảm giác anh em mình đều cảm nhận được và các bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được quá nhiều khó khăn. Ngày hôm nay chúng tôi, anh em chúng tôi tâm sự, đã có những lúc mà anh biết rằng em đã muốn bỏ cờ, có chính xác không? Và đồng lương thì không đủ sống và rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay thì nói thật sự với em là cái thành tích này nó có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Một kỳ thủ mà tôi nói cho các bạn là một tay mơ thực sự, khi mà chuẩn bị đang là sinh viên mới đánh cờ một cách nghiêm túc. Tất nhiên thời gian trước đã là một kỳ thủ khá hay và trẻ tuổi của Hưng Yên rồi, nhưng mà nói thật là thời điểm đầu tiên ra nhà tôi đánh với tôi cân bằng không? Không hơn được nhiều. Cho đến cái ngày hôm nay trở thành một tân vô địch quốc gia, cảm xúc là rất lớn, thành công là rất đáng được ngưỡng mộ. Nhưng anh cho rằng là cái trả giá của em rất là nhiều. Em đã bao giờ em nghĩ về những cái nỗi buồn mà em đã gây ra cho gia đình em chưa? Rõ ràng rồi, anh nghĩ là cái chuyện mà bố mẹ em, anh đến nhà em rồi và mong muốn là em là đánh chơi cờ chỉ là vui thôi, chỉ là đam mê thôi. Còn phải công việc, phải trở thành một chuyên viên ngân hàng tốt đúng không? Trở thành một cái... Đã bao giờ em cảm thấy em có lỗi với gia đình? Em... Cái người mà em thấy có lỗi nhất là mẹ của em. Anh thì anh đã đi cùng Trang một chặng đường rất là dài. Có những lúc là anh em mình không đi cùng nhau. Anh đã... chính anh là người đưa em đi chơi cờ. Khi mà em gặp khó khăn ấy, khi mà anh em mình có những cái, ngày hôm nay tâm sự thật với khán giả, tâm sự rất mọi người luôn, anh em mình cái không hài lòng với nhau ấy. Khi mà anh cảm thấy em vất vả, khi mà đồng lương chỉ 3 đến 5 triệu một tháng, phải thuê nhà vạ vật ở Sài Gòn, phải đi làm những cái việc mà một chuyên viên ngân hàng, một người học ngân hàng ra không nhất thiết phải làm như vậy để có thể có ngày hôm nay. Cảm giác anh thì có lúc bản thân anh ấy cảm thấy có lỗi. Có lỗi bởi vì là có lẽ là bởi vì đam mê của anh, là có lúc vì những cái chặng đường đó mà anh em mình đưa nhau vào một con đường mà có thể nói là rất là vui, rất là đam mê, có tất cả các bạn. Nhưng mà thực sự là một con đường mà trước ngày hôm nay, anh khẳng định trước ngày hôm nay là một con đường mà đến mà chúng ta vẫn còn phải xem lại xem mình có làm có đúng hay không. Và cảm xúc là có lúc anh nói mọi người là anh cảm thấy có lỗi, bởi vì đi cùng em trong những ngày đầu tiên và khiến em không thể bỏ cờ được. Và hôm nay với cương vị không phải là của một em diễn đàn, không phải là anh muốn nói vui như các bạn hay nói là làm hàng hay gì cả, với cương vị của người anh mà biết em từ năm 2009 đi ra bóng cùng em đi đánh cờ đến nay là năm 2017, 8 năm trôi qua. Thưa các bạn, là 8 năm trôi qua, Trang đã từng giúp tôi làm rất nhiều việc cho diễn đàn Thăng Long Kỳ Đại. Anh xin được chúc mừng em. Và thực sự thì ngày hôm nay anh cảm thấy là em sẽ là người tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn người anh em như anh Nhất, anh Tuấn Anh, anh Tuấn Vũ Minh, anh Doãn Hữu Bình, thầy Cường, anh Trung Tuấn Hạ,
rất rất nhiều người khác, anh thợ điện, anh cảm giác là cực kỳ nhiều người, những anh em mà luôn ủng hộ em á, ngày hôm nay chắc chắn đối mặt với chúng ta ở đây họ sẽ cảm thấy xúc động. Ngày hôm nay là một ngày thăng hoa của Đảng Hữu Trang và một ngày thăng hoa của làng Cờ Tướng. Từ xưa nay khi mà tôi chơi với Trang từ ngày đầu, hai anh em đã có mơ ước một ngày nào đó Trang trở thành anh hùng. Và mơ ước lớn nhất của chúng tôi là trở thành kiện tướng quốc gia. Và ngày vào năm 2015 tại Huế thì Trang đã chính thức trở thành kiện tướng quốc gia. Nhưng nghĩ đến vô địch là chưa bao giờ. Nhưng tôi, cá nhân tôi đã từng mong muốn Trang đánh những bàn cờ lớn với những danh thủ hàng đầu như Trần Nga Xá, như Nguyễn Thành Bảo, như Lại Lưu Huynh. Tôi nhớ vào năm 2010 thì Trang đạt A1 quốc gia thì hai anh em rất là hạnh phúc, và cho đến ngày hôm nay thì quả thật là vĩ thanh, có thể dùng từ vĩ thanh. Đặc biệt cảm ơn những anh em tôi đã vừa kể, những người luôn luôn ủng hộ cá nhân Trang, cá nhân tôi và ủng hộ phong trào Cờ Tướng. Tôi vẫn nhớ những vào năm 2010 khi tôi năm 2011 khi tôi và Trang đi vào Sài Gòn, có những đồng tiền của anh Tuấn Anh, anh Tuấn Vũ Minh, rất nhiều người khác, không nhiều đâu, một chút ít thôi. Tôi nhớ là hai anh em vào trong thì ở nhờ anh Thành Gái Đẹp, Trang còn nhớ không? Thằng Trang này đi mua hoa quả còn làm mất sạch tiền của hai anh em. Nói thật là ngày hôm đấy nó bị tôi chửi rất là nhiều, bởi vì hai anh em chỉ có từng đấy tiền để vào Sài Gòn thôi. Và ngày hôm đấy thì cũng nhờ anh em giúp đỡ rất nhiều và anh em chúng tôi vượt qua được khó khăn cho đến ngày hôm nay. Trước mặt các bạn là tân vô địch quốc gia. Từ nãy giờ tôi nói hơi nhiều, bây giờ sẽ để các bạn chuyển câu hỏi các bạn đến Đặng Hữu Trang. Chào Đỗ Nam Phong, chào Lê Văn Tới, cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người có thể thả tim và đưa câu hỏi đến Đặng Hữu Trang. Câu hỏi của riêng một góc trời thì xin mời bạn lên Thăng Long Kỳ Đạo để theo dõi. Anh Tuấn Anh ơi, theo em được biết thì Trang vô địch rồi. Trang hôm nay đã kiểm tra chưa thì anh cũng thấy mọi người là để kiểm tra nhé. 8 điểm rưỡi rồi đúng không? 8 điểm rưỡi cách Khánh Minh 7, cách Anh Tân 7, cách 1 điểm rưỡi. Anh nghĩ là vô địch rồi bởi vì là không còn ai có 7 rưỡi cả. Mọi người cứ trao đổi câu hỏi đến nghĩ gì về chiếc vô địch này. Mình cảm ơn chú Bluebell, chú luôn là người động viên mình. Mỗi khi mình giống như là chán nản với trò nhất. Bên cạnh chú thì còn một người rất là đặc biệt nữa, cũng luôn chia sẻ cái niềm đam mê của mình và muốn mình theo đuổi niềm đam mê đó. Đó là cái người bạn gái hiện tại của mình. Báo cáo mọi người nhé, với bất kể kết quả nào thì Đặng Hữu Trang đã vô địch rồi. Nói to một tí kìa. Có một chia sẻ nữa, đó là lời xin lỗi với mẹ. Trước giải mình đã hứa với mẹ là thi đấu nốt giải này mình sẽ giải nghệ, mình không đi thi đấu nữa. Nhưng mà với kết quả thế này bây giờ rồi, tôi nghĩ là bị đẩy lên thuyền rồi. Chưa chắc em ơi. Anh Trang chưa làm ngân hàng nào cả. Anh Huỳnh Dũng Hội An kìa. Cảm ơn anh Huỳnh Dũng. Cảm ơn anh Dũng ạ. Trên màn ảnh các bạn là đồng đội của Đặng Hữu Trang với Vũ Tuấn Nghĩa. Vâng. Anh Đình Lê hỏi sau hai ván win Huỳnh và Sáng thì Trang nghĩ sao?
À, thật ra thì nếu những người mà theo dõi mình thi đấu từ trước đến giờ thì mình có một cái lối chơi rất là máu lửa, mình có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào trong một ván đấu nào. Và trong giải này thì may mắn đã tới khi mà trước hai đối thủ lớn thì mình đều đạt phong độ cao nhất, cũng như là đối phương không đạt được phong độ tốt nhất để cho mình có được hai chiến thắng liên tiếp. Bạn Lâm hỏi em là em nghĩ gì về những người thầy của mình? Vâng, nói về những người thầy thì cái người đầu tiên mình xin mình nhớ tới mình đó là cái người thầy ở Hưng Yên mình, đó là chú Phụ, thầy Nguyễn Văn Phụ. Ông là người thổi vào cái niềm đam mê lớn nhất, niềm đam mê cháy bỏng nhất trong mình. Người thầy thứ hai thì phải nói đến thầy Vũ Huy Cường. Thầy là người mở ra những cái tư duy mới mẻ cho mình, cũng như là tiếp cận tới cái cờ tướng đỉnh cao. Hai người nữa cũng có thể gọi là thầy, đó là người anh ở bên cạnh tôi và anh Võ Minh Nhất, là hai người, người thì thời gian ban đầu và người thì thời gian hiện tại, cũng như cả hai người đều luôn luôn ủng hộ mình, luôn luôn dõi theo cái tạo điều kiện cho mình rất là nhiều để mình có thể phát triển kỷ niệm như ngày hôm nay. Các bạn về một số câu hỏi các bạn về đội tuyển quốc gia ấy, thì tôi nghĩ là sau khi vô địch thì Trang sẽ được thưởng từ phía Bình Phước. Về phía liên đoàn thì chưa có điều gì chắc chắn cả, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì Trang sẽ được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng cái đương nhiên là Cương Máu thì không đùa với Thách Thơ, tuy nhiên là giải thưởng không quan trọng lắm đâu, đúng không Trang? Anh nghĩ là như vậy. Trở thành vô địch thì nó thật sự là nó là một cái gì đó nó rất là lớn, nó là một thành công rất lớn với một con người. Tôi nghĩ là không tiền nào mua được. Về Trần Hữu Ánh thì hỏi em sẽ chuẩn bị thế nào khi đi thi đấu quốc tế cả Trang? Chắc chắn là mình sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn. Khai trung tàn em cảm giác yếu nhất điểm nào? Võ Anh Khai giải quốc tế hôm nay tôi xin được trả lời Trang, thì cái điều này thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn Trang sẽ được đại diện đi đánh một giải nào đó. Còn do Hàn Tín hay châu Á hay thế giới thì do ban huấn luyện quyết định và do Tổng cục Thể dục Thể thao. Tôi cũng rất là hy vọng rằng ngày hôm nay gia đình của Trang, mẹ và bố của Trang và hai người anh của Trang có mặt ở đây. Cũng phải truyền lời cảm ơn đến bạn Ngọc Nữ Chi Pi. Cảm giác là từ xưa, từ khi mà ông Trang ông dính lên bạn thì đỏ rất là nhiều. Sơn Hồ, Trang có thường xuyên đánh cờ giao lưu lại Huy không? Thì tôi luôn trả lời là không luôn. Triệu Trần anh trả lời rồi, cái này phụ thuộc vào đánh giá của ban huấn luyện và Tổng cục Thể dục Thể thao thì Trang sẽ được quyết định đặt cách cái gì, đi thi đấu ở đâu. Một ngày Trang bỏ ra bao nhiêu giờ tập cờ? Tôi nghĩ là ít. Nghề chính là chơi thôi. Trang trả lời mọi người đi. Mình rất ít tập cờ. Có hay tập ở Sông Quai không? Gần như là không. Gần như là không. Đấy, các bạn có thể thấy là gần như là không. Sau khi vô địch thì Trang vừa trả lời rồi. Định hết giải này thì bỏ, nhưng bây giờ vô địch lên thuyền rồi. Lên thuyền rồi, rất là khó. Rất là khó. Anh Cường, anh ngồi đây một chút, cho hỏi anh một chút. Trao đổi với thầy Cường ngồi ghé đây. Chia sẻ đầu dây điện. Anh Cường nghĩ nào khi ngày hôm nay Đặng Hữu Trang vô địch? Tôi rất tự hào vì sao Trang cũng là đội tuyển đã có đầu. Anh Cường nói to lên chút ạ. Và tôi đã dù sao cũng đào tạo người vô địch quốc gia, đó là điều niềm tự hào. Phải chúc mừng thầy. Và một phút dành cho quảng cáo, Trang là lứa học trò đầu tiên của thầy và Học viện Thăng Long Kỳ Đạo còn quá nhiều lứa học trò nữa. Nhất. Học trò của anh nhớ đợi một chút. Học trò của Cường đã lên ngôi vô địch quốc gia và các bạn hãy nhớ đẳng cấp của Học viện Thăng Long Kỳ Đạo. Cảm ơn thầy Cường, chúc thầy thi đấu may mắn trong giải tiếp theo. Bây giờ là Võ Minh Nhất, ngày ông Võ Minh Nhất đây. Ông nói rất là nhiều. Xin chào. Sau khi anh vô địch,
vì tiếp tục một người em, một thành viên đội tuyển Bình Phước có vô địch quốc gia, cảm giác của anh thế nào? Cảm giác em là rất là vui. Anh nói to lên một chút ạ. À. Cái này là đội mình dành chương nhất là cho cái Trang hay là cho bạn Phước. Cái cố gắng của anh em, của cả các đồng thở của Trang, cái lực xứng đáng. Nỗ lực thi đấu, nhất là thi đấu chuẩn bị một cái ván đấu này kia rất là căng thẳng, khi sẽ thi vượt qua được thì anh được vô địch, cái đó là niềm vui, những lực của cá nhân Trang và cho cả của làng cồn Phước và những lãnh đạo đã quan tâm nhà tài trợ. Hôm nay là Phước may mắn là có được nhà tài trợ đã tạo điều kiện tập luyện thi đấu và tài trợ cho đồng phục kinh phí, rồi sự hỗ trợ của sở văn hóa du lịch Bình Phước. Thì cái du lịch của Trang này đã đem lại rất nhiều quyền lợi những cái Trang và cho về chuyên môn và về kinh tế. Sau này sẽ nhà tài trợ sẽ hỗ trợ, sẽ qua chất lượng này sẽ hỗ trợ càng nhiều hơn cho Bình Phước. Thì cái đó là một may mắn không những cho Trang và cả đội Bình Phước. Đó, anh vừa chia sẻ với cảm giác có việc gì anh? Không, không, đợi bảo đợi chút. Anh vừa chia sẻ với cảm giác chỉ là một lãnh đội thôi. Anh sẽ chia sẻ cảm giác người anh đi. Thật ra đây, những ngày nay thì nhất là hết ở trong du lịch rồi. Thì về người anh đây cảm giác nhất là rất là vui, cho gần như là chức vô địch của Trang, những của Trang mà gần như là của nhất là cả đội rồi. Là vẫn còn là giúp cho tập luyện cho em những cái khai cuộc và nhắc nhở rồi từng ly từng tí coi như là một người quản lý thôi, nên cái cảm giác của khi Trang gặp tôi được thì như Trang cái là vui một người nhất là vui. Tôi hoàn toàn chia sẻ được với cảm giác, tôi xin chia sẻ được ngoài cái việc là ông Nhất nhận ông Trang vào đội ấy, tôi còn biết rằng ông này, ông Nhất là cưng ông Trang lắm. Có một cái gì đấy mà nói thật sự là ưu tiên hơn rất là nhiều. Cái này ông Nhất không phải cãi. Bởi vì trình độ ông Trang và ông Nhất cho đi Trung Quốc, Trung Quốc rồi tập huấn hơi bị nhiều. Tuy nhiên, ở một người lãnh đạo, rõ ràng nhất nhìn thấy ông Trang một cái điều gì đó, đúng không ạ? Để xứng đáng để đầu tư, đúng không? Tôi xin được đặc biệt gửi lời chúc mừng đến Nhất. Bạn đã rất là thành công. Và ở cá nhân tôi, thay mặt những anh em mà luôn ủng hộ Trang ấy, cũng xin được gửi lời cảm ơn đến bạn. Chính bạn đã là người hiện thực một giấc mơ lớn. Một giấc mơ mà có thể nói là nó hơi không thực tế một chút về cái việc Trang trở thành một danh thủ. Ngày hôm nay khẳng định người ngồi cạnh tôi là một danh thủ, bên cạnh ông Nhất Hói là danh thủ đã lâu rồi. Thay mặt anh em cảm ơn anh. Xe taxi đang đợi anh và mời anh, còn Trang có thể đi taxi sau cũng được, chỉ độ khoảng 5 phút nữa thôi để trả lời phỏng vấn. Tôi sẽ trả tiền taxi cho Trang, anh không phải lo. Về nó về ngay bây giờ, tiền phỏng vấn là có tiền taxi rồi. Vừa rồi vui một chút thôi thì vẫn đang dành thời gian cho các bạn. BST Nguyễn Thành cảm chúc mừng tân vô địch. Ván đấu nào theo Trang là khó khăn nhất? Ván khó khăn nhất của ván hai anh Trần Quang Nhật. Thật sự ván đó mình hơi bị trùng tâm lý và cũng là một cái sự quyết tâm rất lớn từ phía anh Nhật đã gây cho mình rất là nhiều khó khăn. Và cái thời điểm đó mình chỉ biết cầu nguyện thôi, xin cho mình vượt qua cái cửa ải này. Và rất may mắn là mình đã vượt qua cái cửa ải đó. Thực sự thì theo đội ngũ chuyên môn Sốc Khoe báo cho Tăng Long Đạo ván đấu với Trần Quang Nhật, nếu anh Nhật ăn vào top 5 là anh Nhật ưu thế được khoảng 400-500 điểm gì đó. Rất may là anh Nhật lại ra mã 6-4. Và thời điểm đó tôi đã nói với Tăng Long Kỳ Đạo là cờ bạc hên xui lắm. Anh nghĩ rằng em có vận mệnh vô địch khi thoát ra được nước cờ đó. Ngoài ra thì cũng có từ đầu đến cuối giải thì chưa được một cái ván đấu nào mà mình thi đấu hết sức thuyết phục. Mình nghĩ là chắc là có lẽ là ván đấu anh Minh thì thuyết phục. Còn những cái ván gặp các đối thủ trước thì nó mang cái yếu tố gọi là may mắn trong thể thao á, tức là trong cái thời khắc quyết định của đối phương ấy, thì họ không lựa chọn được cái phương án tối ưu. Ngay cả bán với cả anh Trương Đình Vũ với chú Nguyễn Đình Đại
hay với lại Lý Huynh, thậm chí lại Lý Huynh còn có một nước phế cây sát cục rất là cao mà Huynh không nhìn thấy, hay ván mấy chú sáng, rồi các đối thủ của mình thì họ đều có những cái cơ hội mà họ không tận dụng được, thì đó là cái may mắn trong thể thao khi mà thời khắc quyết định mà họ không lựa chọn được cái phương án chính xác. Xin trả lời bạn Tiến Hà luôn nhé. Trang chắc chắn sẽ chơi cờ trước với cờ nhanh với tất cả nỗ lực của mình. Dù sao là nhà vô địch chơi nhưng mà tôi nghĩ là khó đấy, rất là khó. Và chỗ đấy là phải 75% là của anh Huynh. Anh Long âm tàn kìa. Xin chào là âm tàn lão quái và cảm ơn anh Long rất là nhiều. Dù sao thì thành công hôm nay của Trang là có sự đóng góp của anh ấy. Anh giáo dục Trang khá nhiều ván cờ đấy. Anh Vũ Sô, Vũ Cần Thơ, Vũ Đông Khê. Các bạn đã mệt chưa? Tôi nghĩ là buổi phỏng vấn trực tiếp của chúng ta ngày hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Trang về nghỉ ngơi và thi đấu với thái độ nghiêm túc của một nhà tân vô địch vào ngày mai và chuẩn bị kỹ cho cờ chớp và cờ nhanh. Còn cái việc chuyển tiền taxi cho Trang về là anh nói phép. Nhà vô địch sẽ phải tự trả tiền taxi về. Không đáng bao nhiêu cả, vô địch được thưởng nhiều tiền lắm. Vâng. Phùng Duy Thành vẫn đang kêu Thành Béo kìa. Thành Béo fan taxi kìa, từ từ đang hay kìa. Vũ Lâm này, Chu Tuấn Hải kìa. Chu Tuấn Hải có trao đổi gì không em ơi? Dành thời gian cho Chu Tuấn Hải. Đang dành thời gian cho Chu Tuấn Hải. Quê anh Trang ở huyện nào Hưng Yên kìa? Mình ở Mỹ Hào. Mỹ Hào, Hưng Yên ngày hôm nay có nhà vô địch quốc gia. Chu Tuấn Hải hỏi nhanh lên nhá. Chị Hạnh kìa, Hạnh Nát. Hạnh Nát hiệu Gunner ơi, anh không uống rượu. Trang đang lang thang giữa Bình Phước, Hà Nội và Quảng Nam. Tí em gọi, tí nhớ về bật máy nhá. Vâng, xin phép Nguyệt nói lời cảm ơn sau cùng. Cũng là một cái cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn bộ anh em đồng đội Bình Phước. Dù đây là giải cá nhân, nhưng thực sự nếu không có sự tiếp sức về tinh thần cũng như là về chuyên môn và nhất là một số những cái thời điểm mấu chốt thì mình không thể vô địch được. Tại vì cái cờ tướng trông vậy thôi nhưng nó cần cái thể lực rất là nhiều. Và sau những cái ván đấu căng thẳng ở những cái thời điểm nhạy cảm, mình lại gặp sự tiếp sức từ những đồng đội. Vậy nên là những cái ván sau mình cũng có, dù sao mình cũng được rất rất lớn lợi thế. Vâng, mình xin cảm ơn tới toàn anh em đồng đội Bình Phước. Trả lời điệu Gunner nhé, màu đỏ do ánh nắng thôi, không phải uống rượu. Hà Chí Thanh chúc mừng nhà vô địch, chúc mừng Đăng Long Kỳ Đạo. Thì tôi nghĩ là các bạn phải luôn chúc mừng tôi, bởi vì Trang vô địch hay ai vô địch đối với tôi không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Với cá nhân hai anh em thì có khác biệt thật, nhưng mà với Thăng Long Kỳ Đạo thì Thăng Long Kỳ Đạo của các bạn lúc nào cũng đi đầu thôi, chẳng ai vô địch thì cũng vậy. Mình là K11 khóa 2008-2012 học viện ngân hàng. Cuộc vui nào thì cũng phải tàn. Trang cần phải nghỉ ngơi để còn những ván đấu khó khăn sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn Trang vì đã có mặt trong cuộc phỏng vấn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Chúc ăn trưa ngon miệng. Em và... thôi chị Hạnh. chúc giờ này còn ông nào nói linh tinh ấy nhỉ? Lại còn dùng nick của mình nữa. Trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn Trang. Anh ấy gọi điện hỏi nhất xem mọi người đâu rồi. Đây rồi. Mày còn nhớ số nhất không? Không. Tao cũng đéo nhớ số, cái số ở trong đấy rồi. Còn anh Thanh. Về số ở trong đấy hết rồi, thôi tắt đi rồi nhớ gọi cho. Anh Vũ Hữu Nhiệm này. Bye bye anh nhá, bye bye mọi người.